Mới đây, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, bệnh viện tiếp nhận 7 bệnh nhân nhập viện vì lên cơn dại, nhưng cả 7 trường hợp này đều tử vong. Từ đó cho thấy, khi bị động vật nhiễm virus bệnh dại tấn công, nếu không tiêm phòng vaccine bệnh dại theo đúng liều lượng, tỷ lệ tử vong gần như tuyệt đối. Tiêm chủng là phải sớm, tại vì vaccine nó không phải là chích vào là có hiệu quả liền. Vaccine khi chích vào cơ thể thì ít nhất là phải 15 ngày nó mới có hiệu quả. Cho nên là nếu như mà mình tiêm trễ quá thì nó chưa có tác dụng. Hiện nay, trong quá trình chích ngừa vaccine ngừa bệnh dại, tùy vào mỗi trường hợp, bác sĩ sẽ tư vấn cho bệnh nhân tiêm số lượng liều và thời gian tiêm là bao nhiêu. Tuy nhiên, tuyệt đối phải tuân thủ tiêm đủ mũi mới có cơ hội phòng bệnh cao tối đa nếu bị động vật cắn phát bệnh. Mình không nên chờ tới có triệu chứng bệnh dại, như bác sĩ nói lúc đầu. Tức là một khi mà đã có triệu chứng là không cứu chữa được nữa rồi. Vaccine hoặc là không có bất kỳ một hoặc là huyết thanh là không có cứu được. Cho nên là mình không chờ tới là có triệu chứng. Nhưng mà một số người có cái triệu chứng ban đầu của bệnh dại, ví dụ như là sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng, đó là một vài cái triệu chứng ban đầu, nhưng mà đã lên triệu chứng là không. Một biểu hiện của bệnh dại thường gặp là tiết ra rất nhiều nước bọt và co thắt cơ ở cổ họng, khiến người bệnh khó nuốt và xuất hiện các hiệu ứng tạo bọt ở miệng. Phát bệnh cũng dẫn đến nỗi sợ nghẹt thở hoặc sợ nước, sợ ánh sáng, sợ gió ở bệnh nhân nhiễm dại.